Đánh từ từ giữ khách Hiếu ơi. Mai mốt ai em chờ cho em nữa. Nam Châu lại chuẩn. Chương trình được đồng hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Đại Hòa, tự hào thương hiệu quốc gia và siêu thị võ thuật Việt Nam. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu, nơi diễn ra các trận thi đấu Muay chuyên nghiệp tại giải Muay Thái Grand Prix được tổ chức vào tối ngày 29 tháng 12. Và trước mắt chúng ta là cặp đấu nữ duy nhất trong đêm thi đấu này, nơi có sự xuất hiện của nữ võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu với đối thủ Elizabeth tới từ Philippines. Cũng ở sự kiện này sẽ có rất nhiều võ sĩ tham dự như Nguyễn Trần Duy Nhất, Huỳnh Văn Tuấn, Lê Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Tùng và Trương Cao Minh Phát. Trong đêm thi đấu này sẽ có tổng cộng 4 trận đoạt đai, trong đó có 3 trận là đai bạc và 1 trận đai vàng. Trong 3 trận đai bạc thì sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều võ sĩ Việt Nam. Và trong thời gian tới, mình sẽ lần lượt gửi đến mọi người những cái thông tin về các trận đấu tranh đai này. Quay trở lại với diễn biến ở trận đấu giữa Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Elizabeth thì có thể nói năm 2022 là năm thi đấu không mấy thành công của nữ võ sĩ tới từ đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Hà Hữu Hiếu ở mùa giải năm nay, mặc dù cô đã có một bước đột phá khi giành đai tại cúp các câu lạc bộ tổ chức tại Malaysia vào hồi 8-9, tuy nhiên ở giải đấu đại hội thể thao toàn quốc thì Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã bị xử thua trong một trận đấu có rất nhiều tranh cãi. Chính vì vậy, đây cũng là trận đấu cuối năm cuối cùng của cô trước khi làm bàn đạp cho những giải đấu diễn ra trong năm 2023. Trong khi đó, đối thủ của Huỳnh Hà Hữu Hiếu là Elizabeth, cũng là một võ sĩ đáng gờm khi cô giành huy chương bạc tại SEA Games cũng như rất nhiều thành tích khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Hiếu ơi, mai mốt ai em chờ cho em nữa. Nam Châu lại chuẩn. Nam Châu lại chuẩn.
chân là biết rồi. Một cái lắc đầu nhẹ của Huỳnh Hải Hữu Hiếu. Lý do mình đoán trận này chỉ trong vòng khoảng 30 giây hả? 30 giây đến một hiệp, bởi là ngày hôm qua mình thấy cô bé này cũng hơi cười quá. Mình bảo là đi đánh nhau mà cười này là không thua rồi. Và mình chính vì vậy mình đã đưa ra quyết định là dự đoán trận đấu này sẽ nhanh tổng cộng một hiệp. Đã xong. Tuy nhiên nói vậy thôi, Hữu Hiếu vẫn là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất mà làng Môi thành phố sản sinh ra. Và hy vọng là em sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp thi đấu của mình. Khán giả muốn coi hình của võ sĩ bị đang nằm chấn thương Elizabeth đến từ Philippines. Xin mọi người một tràng vỗ tay. Trời. Nếu chúng ta để ý thì cách đây đúng 4 năm, Hữu Hiếu cũng đã là một võ sĩ của Thái Lan. Kính thưa quý vị, như vậy là cái trận đấu đầu tiên chúng ta đã có. Và cũng đi ra bằng đường cán. Knockout đã thông qua. Huỳnh Hà Hữu Hiếu cơ một boxing B7. Như vậy, với chiến thắng knockout của Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã đem đến một chiến thắng nữa cho các võ sĩ của Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, xin được gửi lời chúc tới các khán giả yêu mến của kênh Sao Thể Thao một năm 2023 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trên con đường võ thuật và chinh phục những thử thách mới của nền võ thuật Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.